Chào anh em nhé, mình là Long tại Thành Long Auto. Hôm nay lại giới thiệu với anh em một trong những mẫu xe sedan bán rất là chạy trên thị trường. Mẫu xe Mazda 3 đến từ Nhật Bản. Chiếc này sản xuất 2017. Đấy, đăng ký lần đầu là tháng 12 2017. Chính chủ từ đầu về Hà Nội. Một trong những chiếc xe siêu mới của Thành Long Auto giới thiệu với tất cả anh em. Chiếc này màu xanh mới anh em nhé. Rất phù hợp với những bạn nào mệnh mộc, mệnh thủy, rất là hợp luôn. Chiếc xe này lăn bánh 26.000 km. Xe đi rất là ít anh em ạ. Và chúng ta cùng xem qua cái phần ngoại thất của xe một chút nhé. Chiếc này biển số rất là đẹp anh em nhé, 30E99222, biển Tam Hoa luôn. Xe rất là mượt, đã đánh bóng các thứ đầy đủ hết cho anh em rồi, về chỉ việc đi thôi anh em ạ, đăng kiểm dài hạn luôn. Phần mặt ca lăng của chiếc Mazda 3 này cũng đã được độ lên các cái thanh chrome rồi. Nếu mà zin theo xe chỉ là những cái thanh nhựa màu đen thôi. Mazda 3 thiết kế hình cô, thiết kế theo ngôn ngữ thiết kế Kodo, nhìn rất là khỏe khoắn và uyển chuyển. Chúng ta cùng xem qua phần nội thất của xe nhé. Chúng ta đang bước vào trong phần nội thất của chiếc Mazda 3 phiên bản facelift có phanh tay điện tử rồi. Sản xuất 2017, đăng ký lần đầu tháng 12/2017. Biển đẹp Hà Nội, màu xanh. Toàn bộ nội thất của chiếc Mazda 3 thì cũng theo như thiết kế của nó thôi. Tất cả đều là tông màu đen hết. Đấy, đối với chiếc này thì so với bản của 2016 thì chiếc này có được lên là phanh tay điện tử rồi. Đấy, màn hình theo xe anh em nhé. Vô lăng của chiếc Mazda 3 này thì cũng đã được độ lên rồi. Được độ lên như kiểu là xe Mercedes AMG vậy. Rất là đẹp. Đấy, cầm rất là chắc tay. Đấy. Nội thất của chiếc Mazda 3 này rất là mới. Xe cũng được trang bị cửa sổ trời, điều hòa tự động anh em nhé. Trên vô lăng thì có cả lưỡi chuyển số trên vô lăng. Đối với phiên bản 2016 thì chưa có cruise control, nhưng là chân ga hệ thống chân ga tự động đấy. Đối với phiên bản này đã được trang bị rồi anh em nhé. Lưỡi chuyển số vô lăng rồi là hệ thống cruise control chân ga tự động cũng đã được trang bị. Trang bị ở đây nữa là có cả cảm biến gạt mưa anh em nhé. Xe sẵn là biển Hà Nội luôn, nên là rất là tiện. Anh em nào mua về Hà Nội chỉ việc sang tên thôi. Giữ được nguyên bộ biển của nó rất là đẹp, 99222, biển Tam Hoa. Xe đủ 2 chìa khóa anh em nhé. 2 chìa khóa zin theo xe luôn. Rất tuyệt vời. Chiếc xe này mình vẫn đang hỗ trợ trả góp là 70% nhé. Anh em nào có nhu cầu mua xe mà cần phải có sự hỗ trợ của ngân hàng thì bên mình cũng sẽ hỗ trợ cho anh em là 70% giá trị xe, thời gian vay được 6 năm. Mazda 3 thì được cái ưu điểm là đi rất là lành. Đấy, động cơ 1.5. Chúng ta cùng xem qua.